Bên bên này bạn cho dưới rồi. Bây giờ chờ một chút nữa. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Ngọc Nga Lê Cuộc Sống Canada. Hôm nay Nga sẽ nấu món cháo khô mực nha các bạn. Nga nhớ lúc còn ở Việt Nam, Nga hay ăn quán cháo mực Thanh Sơn ở đường Pasteur đối diện trường Đại học Kinh tế á các bạn. Hôm nay là thèm món cháo khô mực rồi, chứ không phải là mực tươi nha các bạn. Nga sẽ nấu món cháo khô mực đây. Bây giờ thì Nga sẽ đi nướng khô mực các bạn nhé. Đây là khô mực nướng than ở Canada nha các bạn, chứ không phải ở Việt Nam nha. Khô mực nướng than. Khô mực sau khi nướng xong á, Nga xé ra từng miếng nhỏ như thế này nè các bạn. Đó. Bây giờ thì Nga bắt lửa lên rang gạo nha các bạn. Nga rang trong cái nồi luôn. Và Nga cách Nga canh mắc cười lắm. Cứ một nắm tay của Nga là một tô cháo. Nga nấu 4 tô cháo, thành ra Nga lường 4 nắm tay của Nga. Rồi Nga để vô Nga rang, Nga không có cho dầu ăn gì vô hết trơn nha các bạn. Giờ rang cho gạo thơm nè. Gạo Nga sau khi Nga rang vàng rồi nè các bạn, Nga cho nước vô. Sau khi cho nước vô rồi đó các bạn, Nga cho cái khô mực hồi nãy Nga nướng xong rồi Nga xé, Nga cho vô. Đồng thời Nga cho tôm khô vô nha các bạn. Đây tôm khô. Và đây là gừng Nga đã băm nhuyễn rồi, Nga cho vô hết luôn. Nga trộn đều lên. Rồi Nga sẽ để cho sôi xong rồi Nga sẽ đậy nắp, Nga tắt lửa và Nga gọi đó là ủ. Các bạn chờ xem nha. Khi mà nồi cháo có gạo rang nè, có tôm khô nè, có khô mực nè, có gừng băm nhuyễn vô nồi sôi rồi đó các bạn, Nga đậy nắp lại. Xong sau đó là Nga tắt lửa. Và Nga để khoảng 2 tiếng đồng hồ, Nga gọi là ủ á các bạn. Với cách nấu này á, thì cháo mau nhừ lắm. Mình không phải tốn điện, tốn ga để nấu cháo. Khoảng 2 tiếng sau thì Nga cho thêm nước vào, Nga nấu. Các bạn chờ xem nhé. Nga ủ qua đêm á các bạn. Là hôm qua các bạn nhớ không, Nga rang gạo cho vàng xong, Nga cho nước, cho mực, cho gừng băm nhuyễn và cho tôm khô vô. Nga nấu cho sôi xong rồi Nga đậy nắp lại, Nga tắt lửa, Nga để qua đêm nè các bạn. Bây giờ Nga đã cho thêm nước vô rồi, giờ Nga nấu. Thì như Nga nói, với cách nấu này á, mình tiết kiệm được ga, được điện. Tại vì khi mình ủ như vậy á, cháo mình nấu sẽ mau nhừ hơn. Tôm khô và khô mực cũng đã mềm khi mà mình ủ á các bạn. Bây giờ Nga nấu nha, bắt nước lên thêm Nga nấu nè. Gạo gan vàng nè các bạn thấy không? Đây nồi cháo của Nga nè các bạn. Thấy không? Rất là thơm. Tại vì khô mực Nga nướng rồi và đặc biệt là Nga cho rất là nhiều gừng băm nhuyễn vào cái nồi cháo này các bạn. Thành ra rất là thơm luôn các bạn. Ngọt lắm.
nồi cháo mực của Nga đã chín rồi nè các bạn. Nga thích nấu cháo cho nó nhừ như vậy nè. Đó, hồi nãy Nga nêm vô muối nè, đường nè, cà no nè, và nước mắm nha các bạn. Đó, bây giờ Nga múc ra tô và ăn thôi. Cháo khô mực, nấu với khô mực và tôm khô nữa. Ăn món này nhớ món cháo mực Thanh Sơn ở đường Pasteur đối diện trường Đại học Kinh tế á các bạn. Ngon lắm. Đây tô cháo mực của Nga đây các bạn. Nga đã cho giá ở phía dưới rồi. Ở trên Nga cho hành với tiêu nữa. Bạn thấy không? Rất là hấp dẫn, rất là ngon. Cháo mực khi mà ăn thì các bạn có thể là nặn thêm miếng chanh vô nè, đó là để dĩa chanh kế bên, cho ớt vô nếu các bạn thích ăn cay. Hấp dẫn lắm các bạn nha. Các bạn nấu thử món cháo khô mực nha, ăn cùng với Nga nhé. Các bạn nếu thích video này của Nga, các bạn hãy like và share nhé. Để theo dõi video mới của Nga, các bạn hãy nhấn chuông, nhấn nút subscribe hoặc là nhấn nút đăng ký kênh nhé các bạn. Bây giờ thì Nga xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đây Nga sẽ ăn cái tô cháo khô mực rất là ngon, rất là hấp dẫn này đây.